Hôm nay là mình thử qua đây mình đánh phi ở nông trại dê các bạn. Chỗ này hồi này đánh phi nghe cũng không ngon lắm, nhưng mà mình cũng đi thử cái cách phối trọng mới để cho anh em xem. Thì đi đánh phi là mình mang theo hai loại mồi khác nhau các bạn. Đây là bầy cám bốn loại nè. Đây là một bịch khoai lang mà nhồi theo kiểu bầy khoai lang, một công thức mà 5 bầy mồi, với mình mua trứng kiến. Ở đây là mình có phi gan, phi tím với bột tôm nữa các bạn. Đó. Bây giờ là mình chọn thử theo cái cách đánh phi thông thường thôi. Thì bầy cá bốn loại nè các bạn, cho nào một dốc mình chọn thì mồi mình vừa xả vừa câu luôn các bạn. Hai dốc, ba dốc, nói chung là khoảng cỡ 3 lạng mồi. Đó. 3 lạng mồi thì các bạn cho cái gì đây, phi gan đó, phi gan nhiêu đó à, mình thì cứ tấm tấm vậy cho nó ấy chứ cũng không có liều lượng gì đâu các bạn. Rồi bột tôm đó. Ủa, và phi tím, xin lỗi các bạn. Rồi bột tôm, tỷ lệ nói chung là mình cho nó giống nhau. Đó. Bột tôm ha. Đó là ba loại. Mình để mình trộn vô luôn. Có khi là lát nữa mình kết hợp giữa cám với khoai lang luôn nha các bạn, với chân kiến. Rồi giờ mình nhồi mồi mình xả mình câu. Để coi kết quả nó như thế nào thì lát nữa mình quay cho các bạn xem. Rồi. Chép. Chép. Ở đâu trời điên. Từ từ. Cho nó chạy từ từ chút nó mệt. Ba nó cái vợt nó yếu lắm. Yếu cũng kệ, chứ mày để cái hai đất sao tao vớt con cá. Mày toàn thuốc anh mày không à. Bữa thuốc hết cái đồ ăn rồi. Cá chết bữa trời quá. Cá cũ. Ba nắp rồi nó đụng hết luôn. Hàng hiệu nè cả nhà. Dưa hồng mà lớn vậy ăn mòm luôn.
xê, xê sủi với lại thuốc. Con gì ăn cái gì? Hồng mỹ. Đó là chim giòn. Đi. Đi có cũng lại dữ. Tiền giấc cho giấc được thì giấc lên từ kết hợp là sẽ bắt được thôi. Một sâu vẫn nằm dưới. Chừng gãy kéo cho rồi. Mày khen một phút rồi tao quên. Đừng có ai. Một phút tao quên. Tao cố định thả cá đâu chứ tao quên. Dài quá cũng không được. Thì đó cũng không được. Ngắn quá thì anh lấy không lên.
Tim hoài mà không chơi hả mày? Bỏ một chút ma tí vô. Chơi ma tí vô liền. Cá đẹp ghê ta. Phen gì không? Cái lưng rách rách mà không khoen. Đó, quýnh cái phao đứng như chỗ đằng kia quýnh kìa. Cá đây chứ cá đâu. Của ai? Làm gì có. Mày nói gì mày? Không à, Ngân Khánh à. Cá đây chứ cá đâu, nói tùm vậy tùm vả. Ý, 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 cá bự quá. Cá bự chầm vá luôn. Cá bự chầm vá luôn. Đây à. Trời ơi, cá bự chầm vá luôn nè. Cá bự chầm vá luôn. Heo heo. Heo rồi, heo rồi, heo rồi. Heo. Giỡn hả? Hả? Hàng 4 hàng 5. Đây, anh Hải đang lên đây, con cá chào bá luôn đây. Trùng má 4 cái mấy năm. Heo heo. 4 cái mấy luôn, con này hơi 4 cái mấy. Không phải vừa đâu nha. Con này hơi 4 cái mấy. Sư phụ hồi sáng giờ được con cá. Đây, 7. Đây đây đây, cái mặt idol đây, mặt idol đây. Đó, cái mặt idol đây. Chiều qua 36 đi anh. À, ngày mai sinh nhật của ảnh. Ngày mai sinh nhật anh Hải. À, anh nói kia anh Hoang về. Anh kêu anh Hoang về. Mấy giờ? Để tôi chụp hình coi. Mấy giờ về? Sư phụ. Ngồi lâu thì câu cá bự thôi. Ngồi lâu rồi câu cá bự thôi. Vô. Thằng đệ lên cá luôn rồi nha cả nhà. Nó ngồi khóc từ sáng giờ. Hàng bự lắm, 6x3 cứ từ từ bắt, nó đổ cận giờ. 6x3 từ từ bắt. Dướng 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 cái ấy kìa. Dẹp bớt cái dùi. Cá cũng to, cũng chà bá lửa. Cứ từ từ thôi, cá lớn lắm. Con bự á, cá bự lắm, nó đi nó cứ kéo nãy gần máy mà kéo còn muốn siêu ba nái. Sơn chạy bây giờ cho nó đi lui đây nè, dính miệng nó sắp nữa nó chạy vậy có khả năng là ăn miệng chứ còn sốc là nó chạy quằn quằn quằn. Cá phình phao mà cá cũng lớn. Giặt nó nắm thì cần giặt ngược cái cho nên cá chạy ngược chạy cá bự lắm. Chạy qua em lắc ngược cái cần lại nó chạy về. Nó móc giỏng luôn rồi. Móc giỏng luôn rồi. Giỏng luôn rồi, hồi nãy không mắc giỏng nhưng mà cái video trong đây đi ra lại mắc giỏng. Từ từ xíu nó lên nè. Miệng này quàng mắc giỏng. Trời bá lửa luôn. Ô hô. An ủi con. Bằng cá của thầy luôn đó, ở đó. Thầy luôn. Dạ, ừ, bự hơn. Con này phải 5, con này 5 kg á, hàng 5 kg.
Con kia nãy 4 ký chứ con này phải 5 ký. Rồi gửi để. Nè cá con mồm đàng hoàng nha. Nữa ngồi lâu câu cá bự đó, nói mà cứ cãi tao ngồi đó kiên trì đi, trộn cá quá bự về nó nằm đây. Con này hàng năm rồi, con này phải 5 ký mấy 6 ký đập heo rồi đó, con này đập heo rồi đó nè. Trời ơn cá quá bự, này là cá đập heo rồi đó. Từ từ dẫn một câu mà 4 giờ mình mới nghỉ. Thì năm vậy nhau. Mà muốn đập được con heo lần cá phải cỡ này. À, đây có heo đâu. Rồi ẩm cá đi, ta chụp cho quay cho. Cá ăn cám 11 ít. Ít 11 chứ. Nó nuốt sâu lắm rồi, nó phình phao nuốt sâu lắm rồi. Vậy nó mới không thoát được. Nè, em giở cái giặt lên em đựng cho nó không. Ngồi lâu câu hàng bự thấy chưa? Con cá quần mà ngồi cứ nản. Vô đây đi. Vô đây đi, nó nhảy cái ầm xuống nước vậy. Từ từ. Cá kéo vậy mới sướng á. Rồi giữ tay đi. Cầm cái bịch cáp luôn kìa. Đó, kích 11. F11 của nó nè. Đó, cá mít 11. Cá bự cho nó. Trừ bài cá của thầy nhân lên thành F11. Đó. Bự bụng á. Chép bự bụng. Hai anh em luôn á. Chụp hình hai thầy trò, hai anh cá. Quay rồi hết, thấy anh về tự chụp. Dạ, quay hết rồi mấy anh tự chụp. Đứng lên cho đẹp. Đây nè, đứng lên, đứng lên. Bỏ cái bụng á. Rồi, rồi. Đây. Rồi, hai anh em đi. Con trái em ơi. Bỏ vô lại. Con lớn 5 kg mốt. Bỏ lại em căng quay lại. Rồi. Rồi con nhỏ. Bỏ con nhỏ, lấy con đó ra. Bỏ vô hồ luôn đi. Bỏ vô hồ luôn để nó chết. Cá này mày giữ là ngon. Con này 4 cái mấy? 4 cái 4. 4 4 cái rưỡi. 4 cái 3. 4 cái 3 hả? 4 cái 3. 4 cái 6. Gạch nó bao nhiêu? 5 ký. Nó là 2 chứ. 4 ký 6. 4 ký 6. Rồi. Ok. Cảm ơn.